Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Với các cơ sở sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết, đây là khoảng thời gian bận rộn để kịp các đơn hàng tung ra thị trường. Với các hợp tác xã và làng nghề trên địa bàn, nhờ có kế hoạch từ khá sớm nên năm nay đã đưa ra nhiều mẫu mã mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm thu nhập cho lao động nông thôn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Mây tre đàn bao la là một làng nghề truyền thống của xã Quang Phú, huyện Quảng Điền. Trong những năm gần đây, nhờ chú trọng đến việc cải tiến phát triển mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, cho nên khách hàng đến với các sản phẩm của làng nghề ngày càng tăng cao, nhu cầu đơn đặt hàng ngày càng lớn. Doanh thu năm 2018 ước đạt khoảng 3,2 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2017. Nhờ vậy, việc làm và thu nhập thành viên hợp tác xã và người lao động khá ổn định, bình quân thu nhập 3,5 triệu đồng một người một tháng, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện cuộc sống. Từ đó đã giúp cho bà con nông dân và người lao động phấn khởi, yên tâm sản xuất, gắn bó và yêu nghề hơn. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, hiện hợp tác xã Mây Tre Đàn Bao La đã liên tục sáng tạo và đưa ra nhiều mẫu mã mới. Những cái mẫu mã mà hợp tác xã thường làm phục vụ cho khách hàng, ví dụ như rổ, rã, dân dụng, rồi các loại đèn để phục vụ cho khách, ví dụ đèn tẩy tim hoặc là đèn cảnh sen, rồi đèn lục giác, đèn tự giác và vân vân, nhiều loại đèn để phục vụ trong cái dịp Tết Kỷ Hợi. Để cái chuẩn bị cho sản phẩm phục vụ Tết phù hợp thì chúng tôi đã có những cái thiết kế, những cái mẫu mã mới và chuẩn bị một số sản phẩm đủ để phục vụ cho khách. Đồng thời là kế hoạch năm đến thì chúng tôi cũng sẽ vận động để phát triển thêm lực lượng nhằm đáp ứng cái nhu cầu khách hàng. Phù Bầu vốn nổi tiếng với nhiều làng hoa truyền thống tiên đồn, Mậu Tài, Thanh Tiên, Vọng Trì để chủ động cung cấp cho thị trường hoa Tết trên địa bàn tỉnh. Vụ hoa Tết Kỷ Hợi 2019, hợp tác xã nông nghiệp Phù Bầu 2 đã xuống giống và trồng hơn 6 hecta hoa các loại như hoa cúc, hoa vàng thọ, cực dược, đồng tiền, dạ yến thảo, lan mocara với số hộ tham gia 365 hộ. Trong đó có hơn 2 hecta hoa được trồng theo mô hình tập trung. Mặc dù năm nay do thời tiết mưa rét kéo dài, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của hợp tác xã nông nghiệp Phù Bầu 2 về biện pháp chăm sóc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất nên nhiều vườn hoa trên địa bàn sinh trưởng và phát triển khá đồng đều. Để có đảm bảo có được những cái hoa chất lượng đưa ra thị trường thì ban giám đốc cũng đã khuyến cáo bà con tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và phân bón để làm thế nào có những cây hoa tốt phục vụ cho bà con trong các cái dịp Tết. Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế tập thể nói chung, các hợp tác xã và làng nghề Thừa Thiên Huế nói riêng có vai trò và vị trí rất quan trọng trong đời sống kinh tế văn hóa, thể hiện bản sắc nét độc đáo riêng của vùng đất cố đô. Vì thế, đưa ra các giải pháp căn cơ và chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm tạo thêm động lực cho các hợp tác xã và các làng nghề phát triển là vấn đề được các sở ban ngành và cấp chính quyền quan tâm. Trong đó có Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế thì trên chủ trương chung thì Liên minh hợp tác xã đã đẩy mạnh tích cực trong cái vấn đề là xây dựng các cái mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tức là từ cái khâu sản xuất nó gắn với cái khâu thu mua chế biến để làm gia tăng cái giá trị sản phẩm nó lên. Trong thời gian tới thì tiếp tục nâng cao cái vấn đề tuyên truyền về cái mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị. Cái thứ hai, hợp tác xã cần là phải đổi mới về cái nhận thức trong vấn đề là đầu vào, đầu ra và gắn với sản phẩm với là thị trường. Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với làng nghề và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh đang dần hình thành và có chiều hướng tích cực. Vì vậy, việc phát triển hợp tác xã cần phải có sự liên kết giữa người dân với hợp tác xã, với doanh nghiệp, nhà khoa học. Đây là giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng hóa của thị trường, nhất là thị trường vào dịp Tết Nguyên đán.